Hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 10 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh do đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Thị xã Mỹ Hào hiện có 96 người đang được theo dõi và cách ly y tế. Ngoài thành lập ban chỉ đạo các cấp, thị xã đã xây dựng các phương án phòng chống dịch theo các cấp độ, triển khai khử khuẩn môi trường, chuẩn bị cơ số thuốc sẵn sàng cho công tác điều trị. Thành phố Hưng Yên hiện đang thực hiện giám sát y tế 106 người. Công tác phòng chống dịch cũng đang thực hiện tích cực. Cả hai địa phương đã có phương án chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Thị xã Mỹ Hào là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2 với quy mô cách ly 300 người. Thành phố Hưng Yên là trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu cơ sở 2 với quy mô 100 người. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động tích cực của thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên, đồng thời yêu cầu hai địa phương kiểm tra rà soát lại phương án phòng dịch để chỉnh sửa bổ sung kịp thời nhằm vận hành tốt khi có dịch, chuẩn bị các phương án đảm bảo tính thực thi khi xuất hiện tình huống dịch bệnh xảy ra để luôn ở thế sẵn sàng ứng phó, phát hiện nhanh, khoanh vùng kịp thời để dập dịch hiệu quả. Tuyên truyền để nhân dân chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chấp hành cách ly, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, quản lý tốt dân cư, di biến động dân cư, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Văn Lâm và Kim Động, có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Tính đến ngày 19 tháng 3, huyện Văn Lâm đã ban hành 55 văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai công tác phòng chống dịch đến gần 1.400 công ty doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có 120 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, thành lập 83 tổ phòng chống dịch tại 83 thôn, phố và triển khai ký cam kết thực hiện khai báo y tế, xây dựng phương án khoanh vùng, bao vây, cách ly, dập dịch tại các thôn. Tại huyện Kim Động, công tác phòng chống dịch cũng được các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. 100% các xã, thị trấn, các khu dân cư đã xây dựng các phương án xử lý theo cấp độ, phương án khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Trực tiếp đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Lâm, huyện Kim Động, đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động tích cực, quyết liệt cho công tác phòng chống dịch của địa phương, đơn vị. Đồng chí Phạm Thị Tuyến đề nghị hai huyện cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đa dạng các hình thức tuyên truyền để người dân ổn định tâm lý, bình tĩnh, cùng với nhà nước thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Rà soát theo dõi các đối tượng ở nước ngoài và ở những vùng có dịch trở về địa phương, tiếp tục làm tốt công tác khử trùng, vệ sinh môi trường tại tất cả các nhà trường, công sở, chợ và những nơi đông người, chủ động phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai huyện Yên Mỹ và Phù Cử, có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về cách phòng tránh dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức, làm tốt công tác tập huấn, nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ phòng chống dịch COVID-19 cấp thôn. Các địa phương tiến hành ký cam kết tới 100% người dân trên địa bàn khai báo khi có người thân từ nước ngoài trở về Việt Nam, đồng thời phải phát huy tính giám sát của người dân về sự di chuyển dân số. Ban chỉ đạo phòng chống COVID cấp huyện phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy cũng biểu dương khách sạn Phú Mỹ trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, hiện đã tạm dừng các hoạt động dịch vụ massage và gym. Khách sạn cũng đã thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Văn Giang và Ân Thi. Tại huyện Văn Giang, đoàn công tác đã đến kiểm tra tại trung tâm y tế huyện, trường học, ủy ban nhân dân một số xã và các điểm đông người có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong đó,
tại đô thị Eco Park, nơi tập trung đông dân cư, trong đó có cả người nước ngoài đến vui chơi giải trí và cư trú. Tại đây, công tác phòng dịch đã được triển khai bài bản từ việc tuyên truyền trên hệ thống loa trong các khu dân cư đến mạng Zalo nhóm của các cư dân, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt tự động, vệ sinh tại các điểm đông người được chú trọng. Huyện Văn Giang cũng đã thành lập 87 tổ phòng dịch cơ sở tại các thôn, khu phố, tổ chức ký cam kết tại các hộ gia đình tự giác thực hiện khai báo y tế. Tính đến nay, huyện Ân Thi cũng đã tiến hành phun khử trùng 438 địa điểm công cộng, cơ quan, trường học, lập danh sách số người địa phương đi học tập, lao động tại nước ngoài, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của người dân. Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca nhiễm dịch bệnh COVID-19. Các đối tượng đang thực hiện cách ly hiện đều sức khỏe ổn định. Phát biểu tại các địa điểm đến kiểm tra, đồng chí Đoàn Văn Hòa yêu cầu huyện Văn Giang và huyện Ân Thi cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về việc phòng tránh dịch bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang, chủ động xây dựng và thực hiện phương án theo từng thời điểm diễn biến của dịch, có phương án xử lý khi có dịch trên địa bàn. Tăng cường công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh game, karaoke, massage theo đúng kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. Với các khu đô thị, cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để làm tốt công tác khai báo y tế và đăng ký tạm trú tạm vắng, đồng thời tiếp thu các kiến nghị đề xuất của các địa phương để báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai huyện Khoái Châu và Tiên Lữ. Sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, rà soát các trường hợp người từ nước ngoài trở về, nắm bắt tình hình sức khỏe, số người trong diện theo dõi. Hai huyện phát khẩu trang, khảo sát, xây dựng khu cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hậu cần tại khu vực cách ly. Đặc biệt, phải tăng cường phun thuốc khử trùng, khử khuẩn tại những địa điểm tập trung đông người, để mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt và chủ động các phương án phòng chống dịch.